Dạ Ủa mệt nhà nhiều này quá, nhà mệt nhiều ai quá. vậy? Thôi đi, cô ba mới vô phạt Dạng không kinh ngộ vậy. Anh Vinh à. Mày vợ mày không có tiền bệnh hoạn nha. Mày quậy nha. Này nói chuyện thôi đi. Trời nói là em qua được không? Lát lại xong. Đó, tao qua đó. Có bao trắng không? Trắng trắng có mua không? Anh Vinh Đình chắc mua. Chết tấm trường dữ là anh mà anh Vinh Đình anh mỏng mua là anh mệt cái gì trước nha. Chưa bán ra hàng nó gì đó. Đó chào tất cả mọi người nha. Mọi người vậy chứ có gì xe em hết á chụp hết xe em mà đi hai cái ra đường chết. Trời mưa sao chết? Trời mưa hai đứa bay lấy kem ăn đi. Đâu trời mưa bán ấy luôn rồi chứ. Ờ đem kem vô ăn đi má. Tự tin quá. Dĩ hè nữa rồi dĩ hè. Dĩ hè nữa nha má. Người ta đi du lịch hết rồi. Ta đi du lịch hết đéo ăn kem nữa má. Kim mối này kim mối nè. Em dạo ghê quá à. Em còn ghê quá à. Trời ơi anh quên Nguyễn Nguyễn ơi. Cái này anh ghê. Anh cũng ghê quá à. Anh đánh nó ra em đi nói hoài nghe mệt trong người. Em có bao im toàn im đi kìa. Dạ cảm ơn anh Tân. Đào võ chồng Tuấn Nguyễn em bị gì chức la kìa. Chào võ toàn và chào con Hùng Minh nha. Khá, rồi khá, chào khá. Cô nha. Đọc trước đi em đọc rồi, rồi. Ok hai thằng bay cũng đi đâu hai người về chung quá vậy mai vậy. Ủa anh Thành anh mặc vậy mặc áo sơ mi được hả? Chị Sơn ghê quá à. Đó, chị Sơn ghê quá à. Cứ anh cứ nói ngày anh Quy Nguyễn ơi anh cũng ghê quá à. Chào cô Phùng Minh chúc cô ngày mới vui vẻ. Con chào cô Hạnh Phúc Minh. Hỏi chào tất cả mọi người đang coi live của em nha. Trốn quá à. Tôi có giấy hôn nhân với anh Tuấn Nguyễn nha bà chết. Không có giấy hôn nhân bà nha bà chết. Chị đào võ nó chỉ có hồn nó chỉ có hồn kìa. Không có đâu má. Nó ôm kem đi má mơ quá. Thì chết mày dắt nó Mỹ đi ra làm chỉ có hồn thì chết. Nó hỏi đi nó bóng má ơi bê đê mà nghe lời bà mình phải giám đốc chủ quyền chứ hiểu không. Mình giám đốc chủ quyền để nó Nguyễn là của mình để cho chị đào võ khỏi giành chứ hiểu không. Kệ bà ơi bà có đâu chơi đâu rồi đẻ được đâu. Trời ơi vậy đó gì đào võ mấy ba mấy tuổi á hàng ngàn tôi gói luôn đó. Ôi chắc nghĩ sao chứ nói câu này vậy trời. Chị chắc mấy là người không có đẻ được á chứ hết trứng rồi. Tháo trứng ra cắn vô lại trứng á. Ờ bài trứng em cần vụ á vui vẻ à, gì vậy em trời xương lương xuất hiện luôn là trời ơi vui vẻ cả nhà. Dạ con chào cô Phùng Minh. Dậu chị ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì nhịn đói luôn đi chị. Chưa ăn gì nha cô ba ơi. Mới ra nha cô ba. Cũng đang bụng đói tay gung nha cô ba. Dạ bụng đói tay gung. Bụng đói trứng tay thì chơi còn phải dặn cho về quá. Ai làm gì bị gì chứ chữ hoài vậy toàn. Ai dặn ai dặn xương lương. Dạ giỡn ca ca ca. Khoảng đầu tháng 6 đi chùa tu tâm nha dậu. Tu tâm nha dậu. Dạ ok anh Vũ Nguyễn có gì nhắn cho lô cho em. Từ hạnh à từ hạnh anh Vũ Nguyễn ơi. Dạ chùa từ hạnh nha anh Vũ Nguyễn. Cho Vivi chỗ Vivi mới đi về. Dạ ok anh Vũ Nguyễn ơi. Dạ dạ cảm ơn anh nha. Cảm ơn Vũ Nguyễn rất là nhiều nha anh. Chào Quy Nguyễn nha. Rồi chào xin lưỡi giao lam nha. Buổi chiều vui vẻ nha. Rồi. Tôi chào chính bến đò chúc con mạnh khỏe. Dạ chào ạ. À, Xuân Lương cái lô gì Xuân. Trời ơi chào con chào cô Hành Phùng Minh ngày mới vui vẻ cái bữa một đội bóng luôn. Ờ đẻ đi má gán chắc thắng đẻ cho nhiều. Tại chứ không đẻ được gì chị đẻ thôi. Dạ Tuấn Nguyễn giờ nói chung là giống như là qua đã có chủ rồi. Ê sao không thấy bà bị chìm với bà ớn lên à bà. Người ta bắt gặp đi chứ. Má Ngọc ơi, Hướng ơi. Anh Tân Nguyễn ơi. Thôi nó chết tình nhậu Vinh. Anh Tân Nguyễn. Anh Tân Nguyễn ơi, anh Vũ Nguyễn ơi. Ồ. Chị Charlie ơi, chị Suka ơi. Ơi, Nguyễn đi, hai nữa. Có người nào kêu tôi tán cho mặt mày vậy? Ai?
Đâu để coi coi. Cô chào Vũ Nguyễn, cô vô lây trễ, cô cầu nguyện cho con khỏe. Chào Minh Hương nhé, chào tất cả nha. Ok dậu, cô bao qua ăn dậu đi. Trời ơi, cái bên biển quá trời quá đất. Con chào dì Sơn tán vô bật dậu dùm con cái đi. Trời ơi, cô ba nghĩ sao đi cô ba. Đời em là bóng, nhưng không ngờ cô ba còn bóng hơn em. Nghe anh dọn bóng rồi đó. Cảm ơn cô Hùng Minh, chúc chúc cô ngày mới bình an. Ok con. Đến với nhau có 15 bàn nè bà. Bà có bàn nào không? Trời ơi đó, gì đầu giỏi với anh Tuấn Nguyễn đến là 15 bàn gì chứ, có bàn nào không? Có, bàn ở Ký Hòa đó. Dậu hôm qua đang MVP khích không anh? Sao anh bắt đầu hỏi sơ sơ dậu rồi à? Sao anh bắt đầu hơi sợ, sợ dậu rồi à? Em đừng có đổi hệ nha dậu. Trời ơi, không có là anh cứng lắm nha anh Vũ Nguyễn ơi. Đúng rồi, anh dậu chơi thẳng nha anh ơi. Chừng nào gặp anh là anh thẳng lên liền nha. Dạ. Dạ em cảm ơn Lâm Nguyễn nha. 50 ca dư là anh Lâm Nguyễn mời uống cà phê. Cảm ơn Lâm Nguyễn nhiều nha anh Lâm Nguyễn. Ơi mà chửi, mà gì chứ chửi, có duyên lắm. Dạ đúng rồi cô ơi. Nếu có thì công khai ngay và liền nghe dậu để anh biết anh kiếm người hợp cho em nha. Cô chào đào võ yêu của cô. Trời ơi, Năm Nha Trai xuất hiện luôn kìa chết. Anh Năm Nha Trai chồng em. Qua đây đi, đi chơi. Còn dậu thứ ba anh đi theo ngôi nhà Rumi nha. Ok nha anh. Anh lấy 100 trứng em chốt rồi nha anh ơi. Đêm nay trên phố mưa tơi bời. Lòng anh. Ủa vậy anh dậu chơi bơi đơi hả? Đúng rồi anh Năm Nha Trai ơi. Anh dậu là chơi thẳng nha, mà gặp anh là thẳng liền nha. Không, bây giờ nó ế quá rồi, ra nó chuyển lại. Đúng rồi, chơi đỏ đi rồi. Cảm ơn anh Lâm Nguyễn đi chứ. Anh Lâm Nguyễn mời mọi người ăn uống nè. Anh Lâm Nguyễn đặt đồ ăn rồi. Anh Lâm Nguyễn nói là cái gì người ta gọi cho con rồi để đồ ăn tới. Cảm ơn Lâm Nguyễn nha. Đó, anh Lâm Nguyễn vừa mua ủng hộ khô chả cá với trứng của tụi em để làm từ thiện mà còn chưa đãi nhóm ăn uống nha mọi người. Cảm ơn anh Lâm Nguyễn rất là nhiều nha anh. Chúc anh nhiều sức khỏe nha anh Lâm Nguyễn ơi. Ủa đi đâu vậy? Ủa về chỗ đây. À anh Tân Nguyễn anh tốt chưa? Còn mặc áo vô đi. Anh đừng lên nhìn bên quán dì Châu đi. Em đang bên đó. Trời ơi bớt đi cô ba. Có mình bệnh có khí hằng nghe chứ không có ai nha. Tập mẹ đi anh. Để cho nhiều quá. Rồi chào. Cảm ơn anh Đình. Chào Năm Gia Trai. Chào Năm Gia Trai. Cảm ơn anh Đình. Tuấn Nguyễn qua ở đâu? Qua Tuấn Nguyễn đang bên nhà anh Vinh nha. Hết dạo rồi anh Đình kha kha về chất ngồi im đi về chất. Về chất ngồi lắc lắc hai trái mướp nó rung lắc nó rung về chất ơi. Trời ơi cái sợ quá hai cái nước mướp chứ. Thôi đừng để ý kỹ lắm nha. Hãy để ý của em xong giờ để ý của về chất nha. Kích coi coi ú á. Bánh ú á. Em mới cúng xong nè anh Vinh Đình. Trời ơi ai bà chất cũng chồng. Vậy anh Tuấn Nguyễn nhường cho cô đi bà chức, bà xài nhiều xài không hết đâu. Rồi chức tham lắm chị ơi, chơi bơi đê, tổ bơi đê. Cậu cho đó anh còn vô. Vô hỏi bơi đê không nè. Hỏi anh Năm Gia Trai, anh làm ơn anh nuôi cung. Hello mọi người, mé nhìn dậu khùng thấy duy nghi. Rồi không có đàn ông nào ốm nhắc mỏng dánh. Kha kha kha. Kè chiếc bánh bèo, bóp kiếm mối chiếc bánh bèo. Em chào chị Sơn, anh năm nay. Anh Năm không biết dậu có chơi 3D hay không mà thấy bắt đầu có sự thay đổi nhẹ ca ca ca. Đúng rồi, cái cách nói chuyện với anh Vũ Nguyễn ơi. Anh Vũ Nguyễn ơi, anh em mình không thân thiết mà anh ơi. Anh ơi em luôn đứng về phía anh mà anh Vũ Nguyễn ơi. Thôi đứng về phía anh là hiểu rồi. Ý là anh dậu là người phụ nữ sau lưng anh nha anh. Thôi bớt đi Toàn, bớt đi bớt đi. Cái anh nói đứng về phía là đúng rồi. Tôi mất ngủ với anh, ca ca em đang dậu với Tấn Nguyễn và anh Vinh Thành Tân ơi. Anh dậu đổi hệ rồi hả Toàn với vậy trò Thư đi ngủ đi em. Em bớt đậm đi nha Thư ơi, bớt khịa đi nha. Bác Vũ ơi. Trời. Má mày làm, mày tìm mẹ mày nha. Đâu. Dậu hoài. Để qua cho con đi chứ à. Tiên xét ta hằng ăn ơi tiên xét ta bữa mày té đó bữa mày té ra đi cũng sợ mày té đi cũng nước á có một người á đi lấy bài rồi cũng té cái đó mày té hả cái đứt cái tay để kia mẹ thôi nặng mà dâu mày là mẹ dâu mày không ý ăn nè
Ý thằng dâu mày nè. Chắc phải vì mày là gì chứ. Mày thấy dâu mày chưa? Bỏ con mày với mày rồi. Anh Năm ơi, bất kỳ đến năm chúc anh tân khai trương hồng phát nha. Mía hàng chi khô. Rồi. Không không cho mày bị rồi. Bảy nè. Toàn nè. Hết chổi. Ca ca ca. Trời ơi, té sức té đã còn té nữa trời ơi. Sao người té? Gửi clip qua chia sẻ đi. Ủa này ai gửi vậy? Của em quay chứ. Chia sẻ qua đè vô đại vô luôn, chia sẻ qua Zalo luôn. Mình đâu gút bạn Zalo đâu mà đè vô chia sẻ Zalo. Em bấm qua group em đi. Bạn Zalo hết rồi. Group nó khỏi. Em group à. Ừ, chia sẻ qua đi. Em con đó. Rồi chuyến này xong dứt mấy công chuyện quá rồi. Anh dính nhậu quá. Chuyến này dứt mấy công chuyện rồi. Cái nè nó nhậu thì kệ, tôi nó dính liếu gì chưa. Quan nhậu gì chưa. Clip đó trong hình nào ra mấy con bấm vô lộn. Trên Zalo quá. Trên hình á, bấm trên hình mới edit được. Hình ảnh hả? Hình ảnh số mẹ đó nè. Hôm qua anh bắt đầu lưu về luôn, clip nó về lại được mà. Nó lấy hơi là đi thổi dậu cho chắc ăn. Vô cái Zalo luôn. Trời anh Vũ Nguyễn ơi, anh ơi, đừng bớt em anh ơi. Về giấc. Đây nè. Giúp đón thầy mình đợi đi nhé, về chớp. Cấp báo, Hân Trần đang live bị biến chứng chân, xăm chân mày. Gặp chứng giái teo, trời anh ơi bó bài gì luôn á. Chị Thúy Hằng ơi, sáng cục gạch vô đầu chị dậu cho chị ấy thành con trai lại đi chị. Trời ơi, cô ba bị quá trời quá đất luôn cô ba. Cô ba kiếm món hoài nè cô ba. Ba rồi. Cô chào cô ba. Đậu hít ôm VV là thấy lo rồi, trời ơi. Đấy, bậy sao té luôn má rồi đó. Châu ơi, cô té rồi. Ở sau dừa. Tôi cũng tung hứng với bà quá mà. Có ba người ta ly trà đá nào chưa vậy? Trời ơi. Mày đâu lấy dĩnh đâu bà. Là cái gì mới lấy? Là sinh viên mới ra trường. Tôi là người đến sau. Nhưng tôi sẽ làm cho anh Quý Nguyễn có thử nếu mà. Ok nha bà chết. Lên chưa, lên chưa? Mày mày phải vậy? Cái mặt nhìn cỡ gì? Đâu, con coi. Bây giờ nghe, bây giờ con kéo cái áo con chỉ rồi nha. Trời ơi, chán người luôn á, cái già mà. Tám ba tuổi té nhiều lần đâu sao mau lớn. Mau lớn. Té nhiều lần mau lớn. Té nhiều lần mau lớn. Đó, Cứng Nguyễn đâu có ở đâu. Tuy là cô đến sau nhưng tôi sẽ làm cho anh Cứng Nguyễn hạnh phúc ok nha bà chứ. 7-12 trẻ em. Hưng Hồng nói đi. Nhiều quá cho đi ra luôn. Cảm ơn Toàn Dậu nhiều nha. Cảm ơn. CL, IL là gì ta? Với còn dậu nhiều nhé. Ai chăm chấn ơi, chấn ơi. Còn chăm chấn, anh Lâm Nguyễn mời. Anh Lâm Nguyễn mời mời đồ ăn rượu anh Vinh Tứ Nguyễn qua ăn cho vui. Dạ bên kia cũng đang nhậu có mồi rồi chị ơi. Dậu đi mấy qua mấy đó xíu dậu, tôi xanh nhã. Trời ơi, trời nhà anh gần đây em ra đây anh coi trực tiếp đi. Chỉ cần một có ly cà phê 10.000 của Huy Sưng mà gặp trực tiếp biết đâu anh đến được một cái hai cái thì sao. Đúng rồi anh coi chi coi trên mạng rồi thèm chắc anh tối anh cũng suka hay sao á. Suka anh chúc anh Tân Nguyễn khai trương hồng phát rồi. Tân Nguyễn có qua không? Dạ không có nha cô ơi, anh Tân Nguyễn đang nhậu bên nhà anh Vinh. Thanh Kiều em gái qua nay sao không thấy em Bích Ngọc, người già trẻ vui lắm hả? Còn xóa clip ngay đi sẽ không có duyên. Trời ơi có ai nói có duyên này không có duyên đâu, cô ba bớt bất vẻ đi. Ta coi đến ta biết thôi. Chúc anh Cương Nguyễn khai trương hồng quán nha. Cô ba ơi, miệng cô ba quá trời à. Toàn ơi để lên like coi xíu đi. Bà ba này ăn thịt gà chưa? Đó chào cả nhà, cuối tuần vui vẻ. Chào cô Bi Xin nha. Em đi làm nên không có vô. Chào cô Bi Xin nha. Em chào chị Lý nha. Chúc nó khỏe cô Bi Xin mạnh dậu nha. Dậu à. À, em định ly mái qua kia hàng nữa hả? Em kể hay là chín bánh bèo đi muốn thay đổi gì vậy? Em kể anh nghe nè, bữa đó em vô clip Hân Trần mà nhậu ở quán dê đó, hiểu không? Ta nên ta vô ta nói bên đây đó thì em né, em chảnh chẹ, còn bên kia thì quay trực diện là sao? Hiểu không? Là bữa đó em coi cái bình luận em muốn chửi rồi, em liên hệ Hân Trần liền, ta nói đó nghe nè, anh quay cho em một cái video clip em chửi phục trịnh coi.
Bây giờ cho quay không cho quay, có ai cho em 500 bạc mà không có ai nuôi cuộc sống em ngàn nào không? Có ai lo cho em một hạt cơm hạt gạo nào không? Đơn giản là khi nào em rảnh rỗi, ủa em còn cuộc sống em mà. Đúng không? Dớt. Tôi đâu có lụy những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân như bà chích đâu mà ngồi vậy đó. Tâm dữ vậy. Ồ, nghe chưa, nghe chưa. Đó, giật ngay chơi chắc. Giật ngay gì chưa? Chính Minh à, Chính Minh bèo tính theo chân dậu ha. Ha. Định lia mấy qua phí hàng nữa sao, hay là Chính Minh bèo cũng muốn thay đổi theo dậu luôn kkk. Chào anh Vũ Nguyễn, chúc anh sức khỏe. Con chào má Ngọc nha, buổi chiều vui vẻ nha má Ngọc. Chào cô Ngọc khỏe không cô ơi? Dạ em chào chị BC, chúc sức khỏe. Cảm ơn Khang Đặng. Con chào má Ngọc nha, chúc sức khỏe má Ngọc. Chào em Tân, chúc em khai trương hồng quán nha em. Anh em đi anh Vũ Nguyễn hi hi. Chào Bích Ngọc nha con. Khỏi đi chị Lý Mạng Sầu kkk. Tân em kkk. Chị bận xuống like nhé mấy em. Chúc các anh chị em xem like vui vẻ. Anh yêu Tân Nguyễn Hồng Phát. Và cảm ơn chị Đạo giỏi nhiều nha chị. Chúc chị buổi chiều vui vẻ nha chị. Lưới công. Chào anh Gia Đình nè. Dạ chào chị BC. Chúc sức khỏe chị. Anh em yêu Đạo giỏ. Nãy em nó nói em đợi Quế nha, em khóc cái gì lại à, em nhớ rồi, em nhớ rồi, hôm qua em nhắn tin anh. Trời ơi, anh cứ khịa em hoài à, cứ đứa em định khịa hoài anh cứ Nguyễn ơi. Chào Vũ Nguyễn. Hôm qua em mét rồi đó anh, em mét rồi đó nha. Chào Bùi Lâm Bùi nè. Ôi, ủa nãy giờ đâu có em Bùi Lâm Bùi đâu. Mới vô comment đó. Hello Bùi Lâm Bùi của thằng vui vẻ. Rồi cho anh Bùi Lâm Bùi nha. Chào Xuân Lương, chúc sức khỏe. Anh Tư Nguyễn chào dì Xuân nha. Đây Bùi Lâm Bùi xuất hiện đây. Dì chết gọi tên con đi dì chết. Chào Lâm Bùi nha. Ồ, chào má Ngọc. Đó, gia đình xuất hiện rồi nè má Ngọc ơi. Chào Thành Nguyễn, chúc sức khỏe. Đó, vui vẻ nha cả nhà ơi. Toàn thức tình hả em, kha kha kha. Ai nói gì, cô ba kiếm em kìa. Không có nha cô ba đừng có nước thừa nước đục mà thả câu nha. Cô ba vô không nổi đâu. Cô ba vô anh dậu em vi gì được. Tại những người này ơi có thâm niên luôn. Ấy có kinh nghiệm luôn á nha cô ba, kinh nghiệm 36 năm luôn nha. Em chào 15 bộ. Ở nhiều khi anh không biết sao chơi luôn á, thì nhiều khi anh biết cái lỗ nằm đâu luôn. Bậy bại có lỗ luôn. Ái lê dê sầu, chào chức nhen. Dạ dắt Ái Lê Dê Sầu chào chị Chức à. Chào nha Ái Lê Dê Sầu. Tự nhiên chào kênh mình đâu được đâu, tại kênh Ái Lê là của gì Chức. Trong kênh kèo Ái Lê đúng không? Chào anh Tư Nguyễn, anh Vũ Nguyễn, chúc sức khỏe nhiều. Anh cho bà Chức 1 triệu kêu ship đêm qua rồi nha dậu. Ok nha anh. Ok nha anh, là lên đồng. Hello cả nhà, trời ơi sao anh Kim Đi. Kim Đi. Ủa này anh thêm chứ y nữa, anh Kim Đi. Hello cả nhà, chào Kim Đi nha. Kim Đi không thèm mà má đâu má, bớt ảo đi toàn ca ca. Trời ơi, không biết ai ảo à. Chị chắc chuẩn bị đi ăn đám cưới. Trời ơi,